Rồi, xin mời. Đâu, bạn trai. Bạn trai xuất hiện đầu tiên ơi. Chào bạn. Chào anh. Hả? Chào bạn. Chào anh. Mời bạn ngồi. Cao dữ vậy ta? Mét mấy? Dạ em 1m73. Trai hay con gái vậy? Mắc cười quá. Bên đây là thường là bên con trai. Ý là em nói anh cũng con gái hả? Bạn tên gì? Dạ em tên Bùi Hoàng Đại. Bùi Hoàng Đại. Dạ đúng rồi, cái tên nói lên tất cả. Nói lên tất cả là sao? Tức ý là bạn lớn nữa hả? Dạ, Đại là bự. Bự? Dạ. Bạn cái gì cũng bự? Dạ, không biết đâu vậy. Người bự. Dạ. Mặt bự, kiến bự. Cái giọng không có bự gì hết à? Giọng nói thì hơi nhỏ. Dạ đúng rồi. Thôi bạn làm nghề gì? Dạ em đang là nhân viên văn phòng. Rồi, cảm ơn bạn. Xin mời bạn nữ bên kia xuất hiện. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Xuân Liễu ạ. Nguyễn Thị Xuân Liễu. Dạ. Liễu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 22 tuổi ạ. 22, còn quá trẻ luôn. Liễu đang làm gì nè? Dạ em hiện là sinh viên năm cuối ạ, trường Đại học Hùng Vương ạ. Trước đây đã có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa từng hề có bạn trai. Tại sao 22 tuổi rồi mà? Tại vì chắc em nó hung dữ. Hả? À, hung dữ không ai cua hết trơn hả? Dạ. Em hung dữ là hung dữ đến mức nào mà để cho người ta phải sợ? Dạ em rất là bạo lực ạ. Bạo lực? Chị không thích bạo lực lắm đó. Bạo lực thì sao? Có quýnh ai lần nào chưa? Hả? Đánh ai? Dạ, quýnh anh hàng xóm bậm mắt. Quýnh anh hàng xóm bậm mắt? Dạ. Mà cái người đó là người yêu của em hay là sao? Người đó em cũng hơi thích thích. Em thích người ta? Người ta làm gì em mà em quýnh bậm mắt? Anh nói chọc em, chẳng tay em thích. Thôi đó coi, mình phải rút kinh nghiệm chứ. Mình phải đầm thắm thùy mị tí rồi mình dụ nó đã. Chừng nào nó chịu rồi về nhà mình mới quýnh. Nha. Nghe nói sao cũng ớt chè đậu quá. Bây giờ nè, em yêu cô gái nào đó. Em rất là yêu. Yêu hết sức mình luôn, phải nói là yêu điên cuồng luôn. Tự nhiên qua một ngày nọ cô gái đánh em bầm mắt. Em có còn yêu không? Giờ nếu mà mình chấp nhận mình thương người đó thì có thể là coi như chấp nhận người. Em quýnh đi. Quýnh mà quýnh hai con mắt luôn chứ đừng quýnh con mắt. Nó bị lợt. Vậy em thích người yêu của em là người như thế nào? Dạ một người chuẩn man. Đừng có quỷ xíu. Cái này bên đây khó đó. Một người chuẩn man chứ đừng có quỷ xíu. Nha. À, có yêu cầu gì về ngoại hình, về tính cách gì không em? Hay là chỉ cần chuẩn man là được rồi? Anh đó cao cũng được, lùn cũng được, không sao. Mà miễn đẹp trai là được. Hả? Cao cũng được, lùn cũng được, không sao. Miễn đẹp trai với chịu đi dính là được rồi. Đẹp trai cụ thể có thể giống ai không? Dạ lúc đi casting thì đưa chuẩn ra là anh Lê Minh Hồ. Bây giờ em đưa xuống là giống anh Nguyệt Linh được rồi. Trời ơi. Lúc đầu cao sợ giờ xuống đen đen giống Nguyệt Linh được hả? Ê, bạn thấy bạn gái bên kia thế nào? Ấn tượng không? Dạ cũng ấn tượng. Bạn bên kia chưa có người yêu, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ năm. Năm mối tình rồi? Dạ ít dữ nha. Bạn không thích gì ở những người phụ nữ? Dạ nó gắn, không có trung thủy. Không trung thủy. Người này bị gạt lần rồi giờ sợ nè. Nhưng mà bạn đặt vấn đề ta không trung thủy vậy. Bạn có tính trung thủy không? Dạ có. Có sao tới năm mối tình rồi? Nếu mà yêu thì em yêu một người thôi. Nếu chưa nhận ra chia tay người này thì em quen người khác chứ không phải là em quen một lúc hai ba. Nhưng trong năm mối tình đó em chủ động chia tay hay là người khác chủ động chia tay? Dạ em chủ động chia tay. Em chủ động chia tay. Nó vậy mà nói chung thủy không nội. Thì không hợp chia tay chứ để người ta cứ vậy hoài. Rồi bây giờ trước khi chị quay coi mặt bạn trai kia giùm cho em, coi cái mặt có giống cái tiếng nói hay không á. Thì bây giờ chị hỏi em nè, em ghét cái gì cái người bạn trai của mình? Để mà qua coi mà trúng cái ghét em ghét thôi, em về luôn khỏi coi mặt. Đó giờ em chưa yêu em cũng không biết. Chưa yêu cũng biết là cái cỡ nào cũng được hết trơn hả? Dạ. À bây giờ sắp ế rồi cỡ nào cũng hốt hết. Vậy phải không? Rồi thôi được rồi anh Linh ơi cho coi đi chứ cỡ nào cũng hốt hết trơn á. Đâu để tôi coi coi có được là, nhưng mà đồ quỷ sứ là vẫn không được đúng không? Dạ, đúng. Chứ bây giờ cái đó làm ăn gì được nữa. Vậy đi. Nhìn em dữ chị. Không tiếng nói khác với... Đúng rồi. Không nói chung là lịch lãm. Dạ. Có mấy lúng đồng tiền à? Giống em không? Dạ giống tôi cũng được. Em hai cái bên đây con cái chắc chắn chuẩn men đúng không? Dạ chuẩn men chị. Rồi người ta nói là em thích anh là anh thích em luôn đúng không? Dạ. Nhớ nha. Dạ. Ừ. Thôi cũng được cưng.
mình đeo headphone nhưng mình nói chuyện, mình nhìn mặt thôi, và mình bắt hình nền, không cần nghe tiếng nha. Nghe tiếng phá cảm xúc quá. Anh yêu em. Trời ơi, để anh coi cô gái bên đây sao mà chọc người ta nha. Hello. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Em nói tiếng gì vậy? Em ơi, làm sao để phát hiện là đồ quỷ sứ? Chắc cảm nhận được á anh. Cảm nhận là cảm nhận sao? Dạ, nói chuyện, cách nói chuyện, đi đứng rồi có thể cảm nhận được. Cũng được đấy, tôi chấm bạn rồi đấy. Sao anh, tình hình sao anh? Tình hình tốt. Trời ơi, rất là năng động, rất là hiện đại. Rồi, loạn đi lên. Rồi, ngắn gọn có 2 phút, có cần gì nói liền, có quýnh thì quýnh liền luôn đó nha. Cho màn lên. Theo và đánh giá đây là một bạn rất là năng động. Trước khi chưa thấy mặt, đừng quay mặt lại nha. Để nói em là mẫu bạn gái của em như thế nào? Dạ, nếu mà mẫu bạn gái của em thì em diễn tả cụ thể cho anh biết nha. Mặt giống Minh Hằng. Hả? Giống Minh Hằng? Mẫu giống của anh. Cười có đăng kệnh giống Thùy Trang. Sao em đòi hỏi cao vậy? Không, em đã nói với anh là em diễn tả trù tượng cho anh biết. Trù tượng vậy đó hả? Rồi, 2 phút gặp nhau nha, coi có giống Minh Hằng với Bảo Anh không nha. Chúng ta có 2 phút bắt đầu. Bạn hỏi cái gì quan trọng đi, mình đang đợi. Bạn nhìn mình có giống Minh Hằng không? Không, mình chỉ diễn tả thôi chứ thực sự là mình không cần nhu cầu giống. Nãy mới nói người ta vậy, bây giờ gặp cái nó khác à. Trời đất ơi, trời, sao mình run dữ vậy ông nội. Cố gắng lên, tiếp tục đi, còn 1 phút nữa. Em mình tiến lên đi em. Giọng bạn hồi đó giờ là vậy không? Không, mới bị hồi cấp 2 thôi. À, cấp 2 mà tới giờ. Bạn cho mình hỏi bạn tên gì nữa, bạn nói nhỏ nhưng cũng nghe rõ. À, mình tên Liễu. À, Liễu Liều, nickname là Liễu Liều. Nãy giờ chị chưa thấy em liều gì trơn, xấu hổ. Ôi, quá. Em nãy em quảng cáo quá mà. Bánh bầm mắt đó ông nội. Em, Liễu, tiến lên. Bạn thấy mình sao? À, bạn thì cũng dễ thương. À, tính tình thì mình thấy là hơi thô bạo một tí xíu thôi. Mà chắc mình chịu được. Chịu được. Mốt đánh nhẹ nhẹ nha bạn. Tùy theo cảm xúc, bạn chọc mình hơi nhiều, mình đánh bạn hơi mạnh. Thôi hết thời gian, nhìn hoài. Nhìn cười không vui hả em? Vui không? Dạ vui. Hả? Vui. Thấy có gì sáng sáng lên chưa? Dạ sáng bừng luôn. Bừng luôn ạ. Rồi bây giờ là các bạn hãy đặt tay ra phía sau thành ghế có cái nút nè, thấy chưa? Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ nhấn nút nếu chúng ta đồng ý hẹn hò. Và nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không cần nhấn nút. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Hết thời gian. Ủa em bấm rồi mà là sao? Gì vậy? Em bấm đâu? Em bấm sao không vô? Trời ơi, bấm mạnh lên cưng, mà nó thô bạo lắm mà. Bây giờ sao? Có bấm không? Dạ có bấm mà luôn. Có muốn hẹn với anh này không? Dạ có ạ. Hả? Lý do tại sao lại muốn hẹn với anh này? Anh này dễ thương, nhìn cũng đẹp trai. Đẹp trai rồi còn gì nữa? Anh cũng cho mình quýnh. Cho mình quýnh hả? Giọng bằng này cũng giống bằng này nè. Bây giờ cho... Như vậy là chúng ta đã tìm ra một cái gì đó ở đôi mắt của nhau đúng không? Bây giờ tâm hồn của bạn thấy thế nào? Rung quá, cho nắm tay nhau cái đi rồi nói chuyện. Đó. Đúng rồi. Bây giờ anh đố em dám hung chị một cái. Một, hai, ba. Sao không được thôi? Vô liền. Trời ơi, hung mà đưa cái tay vậy nè trời. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng được thôi đầu tiên.